Hi, chào tất cả mọi người nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ công bố kết quả mini game và một cái nữa đó chính là thuốc mình đã về rồi. Đây, thì mình có hai loại thuốc. Đây, nói chung hai loại giờ tự nhiên không người ta làm nhãn cho mình là họ làm cùng trên tên rồi. Đi ra con, hay đó. Thì đây cái loại đầu tiên là cái loại mà mình dùng hình như là cũng phải là từ lúc mới chơi đến bây giờ là cái loại này. Thì cái này thì là chống co giật hoặc là chim bị té gió nè, thường thì mình sẽ lấy ra mình nhổ liền ngay lập tức thì con chim mình nó có sẽ khỏe lại ha. Và một cái nữa đó chính là cái chai này thì mình mới sử dụng gần đây. Thì cái chai này thì dùng để cho những con chim nó bị bệnh gọi là đường ruột nè, và anh em thấy nó ăn nhiều nhưng mà nó không mập. Và một cái được là nó đi phân rất là kinh khủng, như phân trắng, phân xanh, phân lỏng, phân gì tá lá xà ngầu hết đó, là dùng cái chai màu xanh nước biển ha. Cái chai này thì cái video trước đó, hồi trước đó mình cũng sử dụng, mình quay là cái con cuốn mắt cắn của mình á, thì mình có trị bệnh cho nó và mình chia sẻ với anh em. Và những cái con chim mà té gió hồi trước mình cũng làm một con lửa luôn, là cũng làm từ cái chai này. Thì mình xài mấy cái loại này á, thì mình chia sẻ với anh em như thế. Thì ngày hôm nay mình có vừa mới có thuốc luôn, mình cũng ngày lần đầu tiên mình bán mà có nhãn mác như thế này. Thì mình sẽ giảm giá cho 20 anh em đầu tiên là mua một mình sẽ tặng một, là mua một chai này mình sẽ tặng cái này, hoặc là mua một chai này mình sẽ tặng chai này, hoặc là anh em mua một cặp thì mình sẽ tặng lại cho anh em một cặp. Có nghĩa là mua một tặng một ha. Anh em mua về chai này thì chỉ có giá là 180.000 thôi ha. Thì một chai anh em cứ để số điện thoại địa chỉ cho mình thì mình sẽ gửi bưu điện đến nhà anh em và họ sẽ khu họ sao đây là đàng hoàng luôn. Thì anh em mở ra anh em kiểm tra này kia rõ là bình thường không sao hết. Thì anh em cứ mở ra anh em xem nó đúng hai cái màu như thế này thì là ok ha. Mình sẽ chỉ 20 người thôi, 20 người đầu tiên thì mình nói chung là mình chủ yếu là mình muốn chia sẻ với anh em để anh em có cái mà để dành ở nhà trữ và dùng khi mà cần thiết. Và đặc biệt anh em lưu ý giúp mình khi mà sử dụng thuốc này ha, thì tránh một cái là anh em dùng cái này nè, anh em nhỏ lên trực tiếp cái miệng của con chim ha. Nếu mà anh em nhỏ trực tiếp như thế á thì cái phần này khi anh em bỏ vào trong đây thì nó sẽ bị gọi là ở trong cái miệng của con chim á mọi người, nó có nước bọt và nước bọt đó nó sẽ có rất là nhiều vi khuẩn và nó sẽ làm hư thuốc của mình ha. Anh em lưu ý giúp mình thà không nên nhổ vào như thế. Thì anh em chịu khó lấy cái này và anh em nhổ ra ngoài một cái cốc cái chung nào nhỏ á, và sau đó mình dùng cái siren á mình bơm ngược vào trong miệng con chim, hoặc là mình mua một cái ống nhỏ như thế này nữa, là một ống nhỏ riêng thì mình đổ cái này ra mình hút ra và lấy kia mình hút vô á, vậy mình nhổ đi cho con chim của mình thì nó sẽ ok hơn ha. Chứ anh em đừng có nhổ trực tiếp như thế và để dính vào thì nó sẽ hư thuốc của mình và lúc đó anh em lại phải tốn tiền đi mua tiếp. Giờ mình sẽ nói chung là mấy đứa này nó cấp rác suốt rồi mọi người. Mình nhìn chị nó nói chung là nó chỉ có mới còn nhỏ thôi và chưa có gì hết, và nó đặc biệt là nó tụi nó sao ta kêu bằng màu thì chuẩn bị đang lên từ từ rồi đó mọi người. Hồi bữa thì thấy màu nó không có sặc sỡ lắm, rồi bây giờ thì màu nó rất là ok. Giờ mình sẽ đếm năng lòng ha. Thì tổng cộng ở đây cái lòng này của mình á thì nó có 6 mặt và cái nang của nó rất là đều nhau, thì cho nên là mình sẽ đếm 4 nang trước và 1 nang sau thì mình sẽ nhăn rồi ha. Cái này 4 mặt này thì là đều giống nhau ha, tại vì nó đều là hình chữ nhật, còn mặt trước mà sau mặt cửa thì nó đều bằng nhau. Cho nên là hồi bữa mình cũng có nói với anh em á, cái nang này á là họ làm rất là đều, ở mặt nào ra mặt đó hết, cho nên là mình điểm một bên và mình nhăn lên ha. Như cái mặt sau mình điểm mặt sau mình nhăn lên, cái mặt trước mình nhăn làm hai, còn mấy kia nhăn làm bốn ha. Ok ha, giờ mình điểm ha. Một, anh em nhìn kỹ ha, mình có sót cho nào ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 nha. Cái khung này không tính nha. Để một bữa mà anh em nói 27 mà nhân cho 4 là 108 nè. Tiếp ha. Điểm mà trước ha. Trước khó thấy không? Điểm mà sao thì dễ thấy hơn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nè. 21 mà nhân cho 2 là 44. Ồ, 21 nhân 2 là 42, lộn. À, cộng tiếp cho 42 là bằng 150 chẵn ha mọi người. Thì 150 chẵn thì mình sẽ vào video của mình. Nói chung là chỉ có 23 bình luận thôi mọi người. Mình sẽ chọn là mới nhất và tìm số 150. Em nào có ha. 152, 154, 94, 142, 120, 120, 162, 135, 75, 104, 148 nè, 102, 40. Rồi xong luôn, không ai đấu trúng luôn. Chắc mình để mình làm mini game sau đi ha. Bữa mình biết vậy mình nói luôn là ai gần đón gần đúng nhất. Và mình gần đúng nhất mình thấy nhiều khi anh em cũng nói mình, đầu trước mình cũng làm vậy. Thôi để mini game sau ha. Thì bây giờ mình sẽ bán từ đó là anh em, mình sẽ khuyến mãi cho 20 anh em đầu tiên mua 1 tặng 1. Và cái nữa anh em hỏi mình á, làm sao để biết con rắn nào có độc hay không có độc, thì mình chỉ chuyên chim chứ mình không có chuyên rắn, cho nên anh em thông cảm ha. Anh em muốn biết chuyên về rắn thì anh em chịu khó, anh em lên YouTube anh em gõ là sứ giả rừng xanh, anh em vào kênh của anh này xem ha. Thì nói chung là mình thấy anh đó làm chuyên về rắn, thì nói chung mình cũng có xem kênh của anh rất là nhiều. Thì anh em chịu khó anh em cứ lên trên đó anh em xem nha. Thì nói chung anh này nói chuyện rất là hay và nói chung là em hiểu về rắn rất là nhiều. Còn khi mà anh đi review cái gì thì mình thấy không có hay, nhưng mà nói về rắn thì khá là hay. Khi mà anh em nuôi chim thì anh em cũng biết rồi, rất là ghét mấy con đó. Và anh em muốn mà để ngừa nó thôi, thì giống mình á, mình nuôi một con bìm bịp đó, mình để ngoài thì khu vực đó rắn nó không mò vô, nhưng mà nó mò vô khu vực khác. Cho nên là anh em nếu mà muốn như thế anh em nuôi nhiều bìm bịp lên, nuôi xung quanh luôn cái ao mà thì rắn nó sẽ không vào ha. Và một cái nữa anh em nói á, là AV của anh em á, là chuột rồi ấy nó hay chui vô, mà cái năng lòng của anh em thì nó hơi xíu à. Cho nên là anh em nên kìm thử kỹ thì mình cũng hỏi lại. Và anh em nói á, ở trên là mấy ton thì xin thưa chứ là với anh em mấy ton nó có sống nha. Là con chuột nó sẽ chui vào trong đó lúc còn bé á, hoặc là cái con tắc kè hay là cái con rắn đó nó chui lọt cái he đó, giống như đó mọi người ha, cái he từ đó nó có sống ha, thì nó sẽ chui vào trong đó và nó ở trong cái AV của mình, nó ở trong đó. Nếu mà anh em nào đặt cam á thì không, mình không nói nha, những anh em mà không đặt cam anh em nói sao mà cứ chim nó cứ bị mắc trứng còn này kia nọ ha, mắc con suốt không biết lý do vì sao, thì đó là lý do đó, là nó vào trong đó nó ở. Thì nó thường tụi đó thì nó hoạt động ban đêm chứ đâu hoạt động ban ngày đâu, thì ban đêm nó sẽ mò ra và nó chơi và ban ngày thì nó lại trong mình, nếu mà có chậu cây hay có lùm cây gì đó nó sẽ chui trong đó nó núp, là mình sẽ không thể nào mình thấy. Với lại thường thì anh em vào trong AV ít thì nào anh em vào trong AV và anh em bới tung gì đó lên anh em xem đúng không, mình chỉ có đi ngang qua mình ngó xem những con chim mà nó bình thường hay không có gì không, thì ban ngày thì đâu có gì đâu, tụi nó núp hết rồi đâu thấy, chỉ có ban đêm nó mò ra. Thì anh em cho nên chịu khó anh em đi dạo ban đêm nữa, thì khi những trường hợp nó xảy ra thì mình phải, nói chung là mình khắc phục nó bằng cách là mình chỉ lắp một camera thôi, chứ ngoài ra mình còn không, mình chịu khó mình thức mình canh nguyên đêm thì thế nào tụi cũng mò ra. Thì mò ra thì anh em ngồi rình nó đó thì anh em sẽ biết được nó là cái con gì. Còn anh em muốn hạn chế thì anh em làm lưới full, là mình làm trên dưới rồi như nhau hết, là con không có gì chui vô lọt hết, nhưng mà thường thường những con rắn nó nhỏ nhỏ như thế này sẽ chui vào ha. Thì mấy con đó thì anh em khỏi lo với khú hoặc mi, nhưng mà lửa than hay là mấy con chồng mèo thì nó khá là sợ ha, tại vì tụi đó nó sẽ quấn chết chim. Tại vì mấy con lửa khú, lửa than, chồng mèo thì tụi nó không thể nào mà, nói chung là không thể nào mổ được con rắn, lỡ mà xui cái nó táp túng rồi nó quắn cái là xong. Nhưng mà con khú thì không, tại vì nó nhỏ xíu mà, con khú nó đâu có đường nào mà quắn được khú đâu. Với lại á, một khi mà nó gặp sức tấn công á thì hai con sẽ cùng nhau nó đánh ghê lắm. Cho nên là anh em cứ nghe thì anh em chịu khó anh em chạy ra, hoặc là nửa đêm mà anh em ngủ mà anh em nghe mình la, mình nhờ xem nó có cái vấn đề gì đó thì con chim là mới hoảng mới làm như thế ha.
Còn gì nữa ta? Hình như là xong hết rồi. Thì nói chung là sáng hôm nay mình công bố kết quả như thế. Và đúng rồi, mấy cái video về làm về mà kích chim thì mình làm theo yêu cầu của anh em thôi. Thì anh em nào thích thì anh em cứ tải về, anh em chia sẻ cho những anh em khác anh làm. Và cái video ngày hôm qua mình, tối qua mình có đăng á, là cái video đó mình nói là dành cho kích cho những con chim nó yếu lửa. Thì tại vì sao? Thì tại cái con chim đó là cái con khú mồi của mình, nó kêu cái giọng rất là nhẹ, nó có thể là dìu những con chim khác lên từ từ. Nói chung là dạng mà khúc cho con chim nó hoảng, mọi người là nó nghe thì con này ồ sao nó chú ít quá, thì mình tức mình sẽ hót hay hơn nó, thì cái nào thì sẽ hút con bổi của anh em lên từ từ. Tại vì nó còn mồi lên chịu, nó dìu chim rất là hay và nó hót nhiều lúc, mà nó hót cũng rất là căng. Nhưng mà mình quay những lúc mà nó hót dìu chim thì mình để dành cho anh em. Thì nói chung anh em cần mình làm tiếng chim gì thì mà ok mình sẽ làm cho anh em ha. Thì những cái đó thì mình chịu khó, mình ngồi cực thời gian chút xíu là mình vừa làm mình vừa nghe cái nào nó không có ok thì mình cắt ra, mình bỏ, mình trừ những cái phần quan trọng lại thôi. Ok, thôi chắc mình cũng xin kết thúc cái gì tại đây ha. Chào tạm biệt các mọi người nha, hẹn mọi người tiếp sau. Anh em cần gì thì comment bên dưới cho mình hoặc là alo cho mình ha. Và alo cho mình thì có nhiều lúc rồi thì mình không nghe được, anh em không cảm cho mình ha. Thì anh em có thể là nhắn tin qua số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0929 887 346 ha.